Là một trong những người đẹp có mặt khá sớm trên thảm đỏ Việt Nam International Fashion Week tối 21 tháng 12 năm 2021, Hoa hậu Khánh Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông sau vụ ồn ào bị tố đánh bạn học nhập viện thời đi học. Trước đó một ngày, cô đã lên tiếng làm rõ trắng đen trên trang cá nhân và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật. Tại sự kiện, Khánh Vân vẫn giữ thần thái tự tin, dù cô cho biết bản thân rất mệt mỏi sau những ồn ào không đáng có. Trên thảm đỏ, Khánh Vân diện đậm đỏ, dùng son đỏ, đính hàng loạt nơ trên tóc như một cô đào hát kiều diễm. Trên sàn kết quốc, Khánh Vân xuất hiện hai lần trong hai bộ trang phục khác nhau của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn. Nàng hậu vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp với những bước kết quốc đầy tự tin. Cùng với Khánh Vân, siêu mẫu Thanh Hằng cũng thu hút sự chú ý khi đảm nhận cả vai trò first face lẫn vedette. Chị đại lạc mốt biến hóa từ phong cách thanh lịch trong bộ trang phục lấy tông màu trắng làm chủ đạo đến hình ảnh vô cùng quyến rũ trong thiết kế màu đen lộng lẫy, gợi nhớ đến nhân vật Maleficent. Ngoài ra, show diễn còn có sự góp mặt của siêu mẫu Minh Tú, Hoa hậu Phương Khánh, Á hậu Lệ Hằng.